Xin chào các anh chị nha. Hôm nay Kim sẽ chia sẻ với anh chị một cái món ăn. Món này khá đặc biệt ha. Đó là cá mập nhúng cơm mẻ. Thì ở đây là một cái con cá mập con, tầm khoảng 2,5 kg mình mần sạch rồi đó. Và mình nhúng nước sôi, xong mình nạo dãy của nó, mình mần sạch và mình cắt cái miếng vừa ăn như thế này nè anh chị, cô chú ha. Thì bây giờ ở đây thì mình đã mua 10.000 cơm mẻ. 10.000 cơm mẻ như đây nè. Cái này người ta gọi là cơm mẻ ha. Không biết ở miền Trung, miền Bắc thì gọi là gì, nhưng mà miền Nam thì mình kêu là cơm mẻ, con mẻ. Ở đây thì mình có nước dừa tươi, có hành phi, mỡ hành phi ha, và cà no, nước mắm ngon, tiêu xay, ớt. Thì trước tiên á, là cái món này á, cái thịt con cá mập này rất là mềm. Mình làm cái nước sốt chấm cái nước mẻ, mình dùng nước dừa dừa nè với nước mẻ, mình làm một cái nồi nước lẩu. Xong rồi á, khi những cái cá này giờ mình ướp vô trước, mình ướp khi nào mà mình ăn á, cứ bắt đầu mình lấy cái này mình nhúng vô đó, mình để khoảng 3-4 phút là bắt đầu nó chín, mình gấp ra ăn. Thứ nhất là nó không rã thịt, thứ hai nó thịt nó ngọt, nó ngon ha. Rồi trước tiên là bây giờ là mình sẽ lấy một cái thau nhỏ, mình đổ hết cái phần cá này vô và mình nêm nếm các gia vị cần thiết trước đi ha chị ha. Rồi bây giờ em sẽ lấy một cái thau. Đây, ở đây chuẩn bị một cái thau sạch rồi anh chị nha. Rồi rồi bây giờ mình cái phần ớt này á thì nó có hai cái, một là mình bỏ ớt ít thôi để cho người nhà mình không ăn cay, hai là mình bỏ ớt cay luôn. Rồi cái phần ớt thì mình cắt sao ha. Ở đây thì cái mỡ hành phi mình mới phi luôn, mình bỏ vô mình ướp cho tiêu khoảng 2 muỗng cà phê tiêu. Cái này khoảng 1 muỗng hơn nước mắm ăn cơm, nước mắm ngon á, 3 muỗng cà phê cà no. Bây giờ mình cắt khoảng 2 trái ớt, lấy kéo cắt 2 trái ớt mình bỏ vô đây. Còn hành lá thì chút nữa chừng nào mình ăn á, mình nêm vô ha, mình sắc nhuyễn nêm vô, nó còn có hành lá, cần tàu, mà rí thì mình sắc nhỏ mình nêm vô. Và rau nhúng của mình là rau muống và rau cà nèo, mình nhúng cái kiểu nhúng lẩu á. Bây giờ mình trộn điều này lên. Rồi cái này nếu mà chiều ăn thì giờ mình phải bỏ lại trong ngăn mát tủ lạnh nha anh chị. Đó, mình trộn đều cái hỗn hợp này lên ha. Rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ làm cái phần nước sốt, tức là cái phần nước mẻ, nước lẩu mẻ, nước lẩu cơm mẻ. Cái này á, mình ướp như vậy, cái gia vị nó vừa thấm vô cái thịt cuốn cá, nó vừa ngon, nó vừa thơm nữa ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm cái nước mẻ nha anh chị.